Kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của Báo Lao Động. Thưa quý vị, sau nhiều tháng im hơi lặng tiếng, mới đây, người đẹp Lê Phương Thảo, Á hậu một cuộc thi Miss Fitness Việt Nam, Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022 lại gây bão với phát ngôn độc lạ. Theo đó, người đẹp này cho rằng nếu phụ nữ Việt Nam tăng tiêu chuẩn chọn chồng thì kinh tế Việt Nam sẽ phát triển hơn. Quan điểm này của Á hậu Phương Thảo đã ngay lập tức vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Theo đó, trên trang TikTok cá nhân, Á hậu 1 Miss Fitness Việt Nam 2022 đã đăng tải một đoạn clip dài hơn 3 phút với nội dung không chỉ phân tích về tình hình kinh tế mà có liên kết với những tác nhân mà theo cô là có ảnh hưởng làm kinh tế nước nhà đi xuống. Cụ thể, dẫn số liệu GDP bình quân đầu người của Việt Nam năm 2023 là 4.284 đô la Mỹ, tương đương với 357 đô la Mỹ một tháng, khoảng 8,75 triệu đồng một tháng. Lê Phương Thảo cho rằng con số này là thấp, mặc dù Việt Nam có thiên nhiên trù phú, phong cảnh đẹp, du lịch rất phát triển, cùng với nhiều mỏ khoáng sản. Đi tìm câu trả lời cho vấn đề GDP còn thấp, Phương Thảo cho biết, khi cô nói chuyện với một số nhà đầu tư ở nước ngoài, thì hầu hết họ có chung một nhận xét rằng thị trường lao động của Việt Nam không chăm chỉ như thị trường lao động của Trung Quốc. Phương Thảo cũng đưa ra quan điểm rằng đàn ông là một trong những nhân tố lao động chính của đất nước. Theo cô, một người đàn ông bình thường sinh ra sẽ có hai mục tiêu. Thứ nhất là trở nên thành công, kiếm được nhiều tiền. Và thứ hai là chinh phục được người con gái mà mình thích. Á hậu này cho rằng trên thang điểm 10 thì các bạn gái hiện nay chỉ cần bạn trai đạt 5 điểm đã có thể lấy chồng. Từ đó, cô đưa ra vấn đề rằng nếu tất cả các cô gái đều nâng tiêu chuẩn lên 8, thì vô hình chung khi tất cả đều nâng tiêu chuẩn lên sẽ gây áp lực lại cho người đàn ông. Người đàn ông sẽ nghĩ là nếu không thành công, không kiếm được tiền thì sẽ không lấy được vợ. Sự cạnh tranh sẽ được đẩy lên rất cao và người đàn ông sẽ phải cố gắng rất nhiều. Lúc này, người đàn ông thay vì làm 8 tiếng sẽ làm 10 tiếng. Thay vì làm một công việc, người đàn ông sẽ phải trăm phương nghìn kế nghĩ ra một vài công việc phụ bên ngoài khác để gia tăng nguồn thu nhập và cải thiện cuộc sống cá nhân thì họ mới có thể có vợ. Khi lực lượng lao động chăm chỉ lên, họ sẽ làm gia tăng sức mạnh cho nền kinh tế đất nước. Ngay sau khi clip phát ngôn của Á hậu Phương Thảo được đăng tải, lập tức đã dấy lên những ý kiến tranh cãi, phản đối từ cư dân mạng. Người dùng mạng xã hội đã phản bác quan điểm của người đẹp bằng bình luận: "Mình là đàn ông đây. Đúng, mình cần nỗ lực chăm chỉ kiếm tiền. Nhưng mà động lực của mình là để bản thân mình, gia đình mình, cha mẹ mình có cuộc sống sung túc hơn, thoải mái hơn. Chứ không phải mục tiêu là vì bạn gái hay để đáp ứng nhu cầu của phụ nữ. Tất nhiên, nếu mình có vợ thì người đó thuộc về hai chữ gia đình." Có người còn thẳng thắn góp ý: "Tự nâng cao giá trị bản thân mình thì tự khắc tiếp cận được với những người tiêu chuẩn cao hơn, chứ đợi đàn ông cung phụng à? Nữ quyền gì mà ngộ vậy?" Hoặc "Đây là tư duy đào mỏ chứ nữ quyền gì." Một người dùng mạng xã hội cũng nhận xét phát ngôn của Á hậu Phương Thảo như sau: "Nói như vậy thì chẳng khác gì phụ nữ bất tài thực dụng. Tại sao lúc nào cũng phải đánh đồng là đàn ông là người chu toàn cho phái yếu? Xã hội hiện đại rồi nên tư duy kiểu mới dùng đi ạ." Được biết, đây cũng không phải là lần đầu tiên Á hậu Phương Thảo có những phát biểu gây sốc. Trước đó, vào tháng 8 năm 2023, Phương Thảo cũng có phát ngôn gây tranh cãi về việc làm sugar baby. Cụ thể, nàng hậu viết: "Mình ủng hộ các bạn nữ làm sugar baby nhé, miễn là các bạn đừng làm người thứ ba để đi phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác là được rồi. Các bạn cứ yêu những người lớn tuổi hơn cho mình. Hầu hết bây giờ, những người trẻ thân người ta còn lo chưa xong, còn đi lo xây dựng sự nghiệp, đi lo kiếm tiền, thì chăm sóc cho các bạn kiểu gì? Ốc không lo nổi mình ốc, lại còn đi mang cọc cho rêu. Nếu mà gu của bạn là những người trẻ cho vui thì không nói. Nhưng mà muốn có cuộc sống ổn định và có mối quan hệ lâu dài thì kiếm những người lớn tuổi mà yêu. Lấy nhau về, đừng để cãi nhau vì tiền đập bát đập chén mệt lắm." Quan điểm này của Phương Thảo lập tức nhận về nhiều ý kiến chỉ trích bởi cầu suý cho việc dựa dẫm vào người khác mà hạ thấp giá trị bản thân của mình. Điều này chưa phù hợp với quan niệm về đạo đức và thuần phong mỹ tục của người phương Đông. Ngoài ý kiến về sugar baby, Phương Thảo cũng thường xuyên đưa ra các quan điểm khác nhau liên quan đến phụ nữ. Cô cho rằng phụ nữ phải biết tiết kiệm, phòng thân. Khi chưa kết hôn, có đồng nào cần phải tiết kiệm bằng được. Ở thời điểm độc thân, dễ dàng được bạn trai hỗ trợ, chu cấp tài chính, nên tranh thủ tích góp để dùng sau này. Khi kết hôn, nếu chồng khá giả cho 10, nên tiêu 5-6 để dành 4 phần. Nếu chồng chỉ làm ăn đủ tiêu, phụ nữ bắt buộc phải đi làm để chủ động cuộc sống. Ở đám cưới, cô dâu thường được tặng trang sức, đồ quý giá như vàng bạc, kim cương, đá quý. Á hậu này đưa ra lời khuyên phải mang hết về nhà mẹ đẻ, không được để ở nhà của hai vợ chồng. Đây là kỹ năng sinh tồn, đề phòng sau này có bất trắc, sẽ đảm bảo cuộc sống của bản thân và con cái. Trên các diễn đàn, cư dân mạng cho rằng, với cương vị là Á hậu Thể thao Việt Nam 2022, việc Phương Thảo thường xuyên đưa ra những phát ngôn gây sốc sẽ tác động đến giới trẻ, đặc biệt là các bạn nữ, và dẫn đến tư tưởng sống lệch lạc. Thưa quý vị, mặc dù không có nhiều hoạt động showbiz nổi bật sau khi có danh hiệu Á hậu, nhưng Lê Phương Thảo được nhiều người biết đến bởi trình độ học vấn khủng và phong cách sống khá ấn tượng. Trên các tài khoản mạng xã hội của mình, Phương Thảo thường xuyên đăng tải những hình ảnh, clip về cuộc sống xa hoa, sang chảnh của mình ở nhiều quốc gia trên thế giới. Lê Phương Thảo sinh năm 1994, quê Thái Bình. Cô đạt danh hiệu Á hậu Miss Fitness Việt Nam 2022, Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022 và là một người mẫu, tiktoker khá nổi tiếng trên mạng xã hội. Mặc dù không có nhiều hoạt động showbiz nổi bật sau khi có danh hiệu Á hậu, nhưng Lê Phương Thảo lại được biết đến bởi học vấn và phong cách sống khá ấn tượng. Người đẹp tốt nghiệp thạc sĩ ngành quản trị thương hiệu cao cấp tại Regent University London, Anh Quốc, từng vào top sinh viên ưu tú nhất Regent University London năm 2017, là sinh viên đạt thành tích xuất sắc nhất và phát biểu tại lễ tốt nghiệp University of Portsmouth 2016. Ngoài ra, người đẹp cũng đạt được nhiều thành tích nổi bật đáng ngưỡng mộ như Giải thưởng người trẻ truyền cảm hứng lĩnh vực môi trường, trao thưởng tập đoàn BMW và Hội đồng thành phố Portsmouth UK, Giải thưởng sinh viên hoạt động ngoại khóa xuất sắc nhất University of Portsmouth 2016, Giải nhất phát kiến tình nguyện sáng tạo nhất, dự án giáo dục trẻ em cấp 1 bảo vệ môi trường sống, trao thưởng thị trưởng thành phố Portsmouth UK, Giải ba tư vấn giải pháp kinh doanh cho doanh nghiệp, trao thưởng hội đồng thành phố Portsmouth UK và 12 năm liền là học sinh giỏi toàn diện. Lê Phương Thảo cũng từng công khai thông tin là giám đốc dự án của một công ty bất động sản và là giảng viên thỉnh giảng của Đại học Kinh tế Tài chính thành phố Hồ Chí Minh. Trên các tài khoản mạng xã hội của mình, Á hậu Phương Thảo thường xuyên đăng tải các hình ảnh, clip về cuộc sống xa hoa, sang chảnh của mình tại nhiều quốc gia trên thế giới như Mỹ, Anh, Dubai. Người đẹp sống trong những căn biệt thự rộng lớn, chụp ảnh trên máy bay trực thăng, chuyên cơ, du thuyền các khách sạn và nhà hàng sang trọng. Cô cũng thường xuyên chia sẻ những câu chuyện với các mối quan hệ và những người xung quanh mình thuộc tầng lớp thượng lưu giàu có. Bên cạnh hồ sơ cá nhân ấn tượng, Phương Thảo còn là nhân vật nổi tiếng trong cộng đồng mạng về những phát ngôn, quan điểm về tình yêu, các mối quan hệ tình cảm, phong cách sống dành cho các cô gái trẻ nhưng cũng gây nhiều tranh cãi. Gần đây nhất, quan điểm về việc nâng cao tiêu chuẩn chọn chồng của nàng Á hậu trở thành tâm điểm gây tranh cãi trên mạng xã hội. Cô bị cho là có tư tưởng quá thực dụng, gây ảnh hưởng sai lệch đến nhận thức của giới trẻ. Trước đó, Á hậu này từng vấp phải những phản ứng dữ dội của cộng đồng mạng vì phát ngôn ủng hộ phụ nữ làm sugar baby. Quan điểm của cô bị chỉ trích là tư tưởng không lành mạnh, cổ suý cho lối sống thực dụng, lười lao động, chỉ thích dựa dẫm vào người khác và những mối quan hệ trái với chuẩn mực đạo đức. Thưa quý vị, thời gian vừa qua đã có không ít những nghệ sĩ, người nổi tiếng bị xử lý, thậm chí là xử lý hình sự khi có những phát ngôn, hành động ngông cuồng, không đúng chuẩn mực, dù là được đăng tải trên không gian mạng. Chính bởi vậy, những phát ngôn gây tranh cãi của người đẹp Á hậu Phương Thảo lại một lần nữa đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của người nổi tiếng khi ứng xử trên không gian mạng và định hướng lối sống cho giới trẻ ngày nay. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.